Tím ơi, tớ phát hiện ra có một bạn khủng long, bạn ấy đang bị mắc kẹt ở trên dòng sông kìa cậu ơi. Thác nước chảy rất mạnh, làm thế nào để cậu ấy thoát ra được bây giờ? Bên cạnh này còn có hai con sư tử nó đang canh giữ cậu ạ. Cả một tay hổ nữa rồi kìa. Thế thì, có mấy cái thuyền nó đi trên dòng sông như này, thế để tớ nhảy lên thuyền, tớ bơi ra để cứu bạn ấy nha. Tím ơi, cẩn thận nhá, tớ nhìn thấy nhiều hổ với sư tử lắm đấy. Hello. Tớ nhìn thấy cả một con hổ này. Ui, hổ to chưa? Nhím ơi, cậu đã thấy mặt khủng long ấy chưa? Hình như đây là ngôi nhà của hổ đây. Ui, có một con to chưa này? Con mình chuẩn bị lên dốc nào. Lên dốc thôi. Hình như chuẩn bị đến đây. Con khủng long đi tìm ăn chứ rồi, Nhím ơi. Vẫn chưa thấy đâu cả. Wow, tớ đang đi trên một cái dòng sông này. Dòng sông này nước chảy mạnh chưa? Nước chảy mạnh lắm này. Phát hiện cái bạn khủng long rồi kìa. Bạn ấy bị rơi xuống nước cậu ơi. A few moments later. Này, tớ cứu được bạn đây rồi đây này. Cậu nhìn thấy chưa? Bạn ấy mắc kẹt ở giữa cái dòng sông đấy luôn. Thế là tớ đi, tớ phải vớt tay lên mới lấy được bạn ấy đây. Ê bạn này nghịch ngơ. Một cái tiếng gì gầm ở đâu ấy nhỉ? Như tiếng khủng long bạo chúa ấy. Có khủng long nào trong này không? Ui, cái đuôi con gì? Nó đang quay ở trên đầu này. Đây là một con khủng long bạo chúa các bạn ơi. Ui, đây là một con khủng long bạo chúa các cậu ơi, trốn đi. Ui, nhìn này, con này những cái móng tay của nó sắc chưa này. Nó mà cào vào á, thì mình chết mất. Nhưng mà khủng long bạo chúa này phải tìm được một quả trứng của nó, chắc chắn sẽ nở ra được một con khủng long con nữa cậu ạ. Nhìn cái chân to khổng lồ chưa. Ê, tớ nhìn thấy rồi. Tớ nhìn thấy trứng rồi các cậu ơi. Lấy thật nhẹ thôi, không để cho nó phát hiện. Nó mà quay lại thì mình tiêu đời luôn. Một con khủng long máu đỏ có quả trứng máu đỏ luôn. Wow, đây là con khủng long gì mà nó to khổng lồ như thế này Nhím ơi. Cái đuôi nó này dài lắm luôn. Mà lại còn có các cái vây như vây kiếm vậy. Đây là khủng long vây kiếm nhỉ. Wow, màu xanh như màu áo của tớ luôn. Khủng long này có đẻ trứng không nhỉ? Wow, cái đầu của nó này. Xin chào bạn khủng long. Sao các bạn ấy lại cứ nhìn như thế này nhở? Wow, khủng long ơi. Bạn khủng long này, bạn ấy đang ngủ các cậu ơi. Ngủ nên mắt vẫn còn hơi lim dim này. Sao tớ vẫn chưa nhìn thấy trứng của cậu này nhỉ? Có ở đây không? Bạn nhìn, bạn lấy được một quả trứng to khổng lồ. Chả nhẽ mình lại không tìm được quả trứng nào. Ở đây có không? Ui, bạn khủng long này hay cắt móng chân à? Móng chân ngắn thế. Làm sao lại có cắt không? Có khi nào bạn ấy giấu trứng ở bên trong này không nhỉ? Thử xem đằng sau này xem nào. Đây rồi. Đây có phải là trứng khủng long không nhỉ? Quả trứng này to hơn mấy quả trứng vừa nãy luôn. Ra đây, mày có quả trứng nào? Khủng long ơi, cậu có quả trứng to như thế, cho nó đi. Cho nó quả trứng đấy. Đúng rồi. Sao không cho? Bạn khủng long này chắc là bạn ấy cần phải có thứ gì để đổi lấy quả trứng đấy cơ. Đừng chạy vào, đừng vào. Đây, tớ bảo. Bây giờ mình sẽ dùng cái này để giúp bạn nhá. Đấy, nhìn thấy kẹo một phát là bạn ấy chạy ra luôn. Có
có ạ. Được rồi, bây giờ tôi cho cậu mấy cái kẹo này, không cho tôi quả trứng kia nhá. Ok. A few moments later. Cái bạn khủng long này dễ dụ thật đấy các cậu ơi. Tớ đưa cho cái kẹo, thế là bạn ấy cho mình quả trứng này luôn rồi. Quả này chắc chắn bên trong sẽ có một con khủng long to đùng luôn.